Có chiếc cầu tre bắc ngang qua suối, cao thiệt cao. Có tay vịn em đi qua, chiếc cầu nó hỏng cái rùng rình, giật nước lung linh soi bóng em gì à. Trời ơi, đi qua lẹ, đi hát hò cái gì nữa, qua được không? Được chứ sao không, trời anh nghĩ sao vậy, cầu tre thôi mà, có cái gì đâu mà không được. Đi làm mà lâu lắc không, mà lần nào cũng nhõng nhẽo hết à. Rồi, không dám nhìn. Thơ anh xin lỗi, anh chủ quan quá, em lọt sông hả Thơ? Lọt sông đâu mà lọt sông. Ủa? Cái gì đây, cái đùng hả? Anh hay quá, hai em lọt sông lắm hả? Anh nghe một cái đùng anh sợ quá, nhắm mắt lại đâu có dám dòm. Trái mít của em. Giờ sao? Lượm cho em ơi. Cái gì, anh lọt xuống lượm luôn hả? Dạ. Em mít tươi rồng luôn, em mới hái một cây xuống. Anh định bụng là em nữa, anh nữa, giờ trôi mất tiêu rồi. Anh lượm cho em ơi. Rồi cái áo nó rách nữa nè. Cái gì nữa? Rách áo chứ gì. Biết đi lội đồng lội ruộng mà áo bà ban chi cho nó rách. Thì bữa nay mình về Hiếu Thành, Nhúng Liêm, lâu lâu mới về quê, rồi nghe nói là được đi qua cầu khỉ nữa. Thì em mượn cái áo bà ba của mấy chị, thêm cái nón nè, mặc vô cho nó giống thôn nữ. Rồi bây giờ rách áo rồi, rồi sao đền cho người ta? Giận sao đây anh, giận sao trả cho người ta đây? Thì kiếm cái nào giá lại, còn không thì đưa tiền cho người ta mấy áo khác. Đền thì cũng được, nhưng mà thôi kỳ lắm, mượn sao phải trả vậy chứ. Giờ ở quê vậy biết kiếm đâu ra tiệm may đồ hay tiệm sửa đồ để mà giá áo lại cho người ta. Được rồi, đi theo tôi. Hả? Anh biết có tiệm sửa đồ hay là có tiệm may đồ hả? Mệt quá, mình tới thẳng cái hộ gia đình đầu tiên mình đến thăm nè. Gia đình của anh Phụng, chị Tú và vợ anh Phụng làm nghề may gia công. Tới đó mượn kim chỉ chắc có là anh giá giùm cho. Trời ơi, được không? Hả? Thì nói đại thôi, ai biết đâu. Đi. Nhớ nha, nhớ tới mượn đi. Anh giá không được, đưa em giá rồi chứ. Trong cuộc hành trình tìm đến sẻ chia với những bà con nghèo vẫn còn dang dở ước mơ lạc nghiệp ở xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, chương trình khởi đầu cơ nghiệp không khỏi xót xa trước câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Văn Phụng, ngụ ấp Hiếu Xuân Tây. Căn bệnh ung thư máu của đứa con trai đầu lòng đã khiến gia đình anh lâm vào cảnh túng quẫn, khi số tiền vay mượn để chạy chữa cho con lên đến hàng chục triệu đồng. Nhưng rồi con vẫn không qua khỏi. Trước nỗi đau mất con quá lớn, chị Tú tưởng chừng như mình không thể vượt qua để tiếp tục sống những tháng ngày sắp tới, vì bản thân chị cũng mang căn bệnh hở van tim bẩm sinh. Thế nhưng thấu hiểu cảnh nhà vẫn cần bàn tay đỡ đần của chị, anh Phụng vẫn cần một chỗ dựa tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn, nên chị đã cố gắng đứng lên. Xin vào làm ở một công ty may, nhưng công việc của chị còn nhiều khó khăn do tình trạng sức khỏe. Còn anh Phụng, đôi chân mỏi mòn vì những tháng ngày tha hương kiếm sống với công việc thu mua phế liệu, sau đó lại trở về quê để tiếp tục con đường mưu sinh nhiều gian nan. Chưa một ngày anh từ bỏ ước mơ vực dậy kinh tế gia đình. Cũng như chị Tú, nỗi đau mất con khó có thể nguôi ngoai trong lòng. Nhưng đối mặt với gánh áo cơm còn quằn nặng, bên cạnh đó là khoản nợ vay chất chồng, thì anh Phụng lại lao vào công việc. Ngược xuôi hàng chục cây số mỗi ngày với nghề sửa điện tử dạo, hôm nào không thuận lợi thì lại chuyển sang mua phế liệu. Số tiền ít ỏi kiếm được, anh cố gắng dành dụm chắc chiêu để xoay sở trong nhà, rồi thuốc thang cho người vợ đau bệnh. Cứ mãi quẩn quanh trong thiếu hụt, đôi khi nhìn ước mơ đang trôi xa dần mà lòng anh lại day dứt bao nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Kìa. Anh Phụng. Dạ. Ông qua đây. Từ xe, từ từ. Đi làm về hả anh? Dạ, em đi làm về. Dạ, biết anh chị không có nhà cho nên nó đứng đây đón anh chị nè. Thôi sẵn nó trời cũng thấy ui sắp mưa. Chắc mình ghé đây mình uống ly cà phê đi, mình nói chuyện được không? Dạ được. Dạ rồi, vô. Thôi nói đi chị. Bình thường đi có vợ có chồng về cũng tiện chị ha. Dạ dạ. Hôm nay có đồ để sửa không anh? Dạ, em có sửa có được 50.000. 50.000. À, cái số tiền 50.000 này mình kiếm được á là ổn định hàng ngày không? Có khi nào cao hơn, thấp hơn không?
Dạ, cũng không ổn định nữa anh, tại vì có bữa người ta có kêu mình đi á, mới có tiền. Còn người ta không kêu thì không có đi, không có được có tiền. Mình có cái nghề sửa đồ điện tử đó là do mình học hay là ai chỉ mình? Cái này thì cũng như nhờ anh em người ta có biết sửa ở đó rồi người ta chỉ mình, người ta thấy mình hoàn cảnh khó khăn á. Nếu mình có cái nghề vậy sao mình không mở cái tiệm ở nhà để người ta mang tới người ta sửa, mà mình phải tới nhà người ta sửa? Tại vì gia đình em khó khăn á, không có vốn, không có vốn để mình mua đồ gì á, rồi cho nên em đi tới nhà. So với công việc trước đây đi mua phế liệu, bây giờ đi sửa đồ điện tử nè, cái thu nhập đỡ hơn không anh? Dạ thì cũng không đỡ, nhưng mà tại vì em bệnh á, mổ có đợt đi mổ ruột thòng á, rồi người ta không cho bằng nặng. Dạ, cho nên em chọn được cái nghề này á để em làm. Rồi gia đình mình trước giờ nè, mình có trồng trọt hay chăn nuôi gì không anh? Dạ, tại vì ở chỗ em á thì nó ngay em ở đó giờ không có vốn, không có tiền để mà mua được con gì mà để mà mình chăn nuôi hết á. Em ước á rồi nếu mà em có được số vốn, em mua được những con bò hoặc heo gì đó để mà em được chăn nuôi để phụ thêm. Dạ. Với công việc này thì em làm thì nó không có đủ trang trải. Nhưng mà hồi nãy giờ mình chưa có chăn nuôi lần nào, liệu rằng bây giờ mà mình phát triển hướng chăn nuôi vậy có phù hợp không anh? Bây giờ nếu mà có thì em cũng phải tham khảo hỏi thăm, hỏi thăm những người ta có nuôi trước đó, người ta chỉ cho em. Em có nghe anh Hiếu nói sơ qua là vì sức khỏe của chị không có tốt, cho nên là bây giờ là mình cũng có thể làm việc nhưng mà làm việc nhẹ nhàng thôi. Dạ em bệnh vậy đó, mệt cứ xỉu hoài vậy hả? Thấy ảnh cũng cực khổ quá trời với con mất vậy đó. Rồi em cũng gán mà vườn dương lên để phụ ảnh. Nhiều khi bữa làm bữa không. Người ta tính công cho mình sau khi mình cứ xỉu. Dạ, ngày đó không có tính công. Chà, cũng khó khăn cái sức khỏe. Thì chị vừa mới nói nhắc là cái chuyện mà con mất nữa, mà sẵn chị vừa chia sẻ đó thì không biết cái sự việc nó xảy ra thế nào hả chị? Dạ, con em nó bị ung thư máu á, rồi nó mất. Là bỗng sinh lúc sinh ra luôn hả chị? Dạ, không có sinh ra thì không có. Nhưng mà cỡ 3 tuổi vậy đó, cái thấy nó xanh xao quá trời. Rồi em dở nó đi xét nghiệm máu, rồi bác sĩ nói là nó bị ung thư máu. Wow. Dạ. Thì bác sĩ kêu điều trị nhưng mà em không có khả năng để điều trị cho con em. Dạ. Em không biết là lúc đó thì mình trải qua cái giai đoạn đó như thế nào hả chị? Dạ, em cũng gán để vươn lên để phụ chồng em. Dạ, em cũng hết, chịu hết nổi. Cái sự việc đó cũng đã xảy ra rồi, thì đó là điều không ai mong muốn hết. Nhưng mà vấn đề còn lại chính là anh chị vẫn còn cố gắng nè. Mình vẫn còn sống và mình vẫn còn tiếp tục nuôi hy vọng cho cuộc sống gia đình mình nó đỡ vất vả hơn. Vấn đề còn lại chính là anh chị phải cố gắng như thế nào để mình nhanh chóng vươn lên thoát nghèo, vượt qua khó khăn. Anh chị cố gắng nhiều hơn nha. Sẵn anh chị có thể chỉ với Hiếu cho Thơ biết cái đường đi xuống ấp Hiếu Liên mình đi đường nào không anh? Dạ đi đường này nè. Tới đó có cái ngã ba của mình quẹo xuống Tà Mạc à. À là cái ba quẹo phải luôn. Dạ. Thôi tranh thủ hết mưa rồi. Thì Hiếu với anh Thơ phải đi thăm hộ gia đình nữa. Dạ. Cảm ơn. Chào nha anh chị. Dạ. Tạm chia tay anh Phụng, chị Tú với những nỗi niềm trăn trở cho tương lai gia đình, chúng tôi tìm đến ấp Hiếu Liên, nơi chị Nguyễn Thị Phấn, người mẹ đơn thân, vẫn đang một mình nuôi nấng hai con trong cảnh khó nghèo thiếu hụt. Cùng mang nỗi đau mất người thân, chị Phấn và các cháu Quốc Triệu, Ngọc Tỷ cũng đang cố gắng từng ngày để thay đổi cuộc sống gia đình theo nguyện vọng chưa hoàn thành của người chồng, người cha đã qua đời sau tai nạn lao động. Sau giờ học, Triệu và Tỷ lại đỡ đần cho mẹ những việc vừa sức. Còn chị Phấn, một mình gồng gánh bươn chải mưu sinh trong suốt bao năm qua, chị cũng đang gắng gượng vượt qua căn bệnh sỏi thận từ lâu không được thuốc thang điều trị. Trước đây, khi còn có chồng cùng chung vai gánh vác, chị cũng mạnh dạn vay vốn chăn nuôi heo, những mong cải thiện kinh tế gia đình. Nhưng chưa thu được lợi nhuận thì gặp dịch bệnh rồi thua lỗ, nên chị đành quay lại những công việc làm thuê để nuôi các con. Những ngày tạm ngưng công việc may gia công, chị lại nhận làm thêm những việc đồng áng quanh xóm. Thế nhưng, với thu nhập ít ỏi bấp bênh, làm sao chị có thể xoay sở lo tròn những khoản chi phí? Để rồi, mỗi mùa mưa tới, người mẹ nghèo lại chạnh lòng nhìn các vất vả trong cảnh nhà dột xiêu, quằn mình trong giông bão. Ý anh Hiếu, coi phải chị Phấn không anh? Đúng rồi. Ủa, ai hả?
Dạ em chào chị. Chào chị. Thôi, bữa nay không đi làm sao ở nhà chặt củi vậy? Như khách hàng ta không có đặt hàng nữa thì giờ công ty nó ngưng rồi em mới nghỉ ở nhà đang dọn dẹp chặt củi rồi vậy đó. À, là đi làm công ty mà cũng không có hàng nữa. Dạ. Vậy người ta tính lương cho mình sao? Không bán được có 1,5 triệu rồi mà ngày nào mình mần thì được 50 ngàn, còn miễn không làm thì không có tính tiền. Rồi về mấy bữa nào mà nghỉ vậy đó, ai mướn gì em làm lấy. Rồi kiếm tiền cho hai đứa nhỏ đi học. Dạ, chị ơi em cũng có nghe Đình Hiếu nói sơ sơ qua về hoàn cảnh của gia đình mình. Thì cũng được biết là chồng chị thì qua đời sớm, rồi chị cũng phải một mình nuôi con từ mấy năm nay rồi. Thì không biết là ngày hôm nay chị có thể kể lại cho em nghe là lúc đó thì mọi chuyện diễn ra như thế nào không chị? Lúc đó anh đi hàng máy đó, rồi ở ngoài ruộng đó, rồi cổng điện nó chạm vô cái máy đó, rồi anh thò tay vô máy anh tắt, rồi điện nó giật anh té cái ruộng, anh chết liền luôn. Là mình phải một mình vừa gồng gánh nuôi con nhỏ mà vừa phải đối diện với một cái nỗi đau rất là lớn là mất chồng lúc đó nữa. Thì thật sự em không biết lúc đó rồi chị trải qua mọi chuyện như thế nào hả chị? Lúc đó em cũng không biết làm sao nữa, rồi em tính bỏ cuộc luôn, nhưng mà em cũng cố lên để nhờ chị em chồng đến nữa. Rồi từ từ sau này em mới đi vô công ty em làm đó, rồi kiếm tiền hai đứa nhỏ đi học. Công việc cũng bấp bênh lắm, mà cũng không đủ nuôi hai đứa nhỏ nữa. Bây giờ thì các cháu vẫn đang đến trường hả chị? Dạ, năm nay thằng Bự nó vô lớp 10 rồi, còn thằng nhỏ này vô học lớp 4. Em đi làm về có khi tăng ca tới 8-9 giờ phi ở nhà, thì về ở nhà với em nấu cơm đồ cho em ăn, khi nó giặt đồ. Dạ. Mưa gió nhà cửa siêu dẻo vậy đó, rồi có bà nội đồ qua vậy đó. Khi em đi làm cho công ty em hết trời mưa em về mà về không được, bỏ hai đứa con em ở nhà. Thực sự ra thì em rất là chia sẻ nỗi lòng của một người mẹ trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy á, thì cái khó khăn về mặt vật chất đã đành, cái khó khăn những cái nỗi lo về mặt tinh thần nó còn đè nặng lên mình nhiều gấp nhiều lần như vậy nữa. Ráng cố gắng đi nghe chị. Mẹ coi cái chú. Chào con trai. Lâu về vậy? Rồi, đó đó cho cô ta coi với. Wow. Chú Hiếu nhìn nè. Cái này có miếng xả nữa ha. Cái này con bắt có gần nhà không con? Dạ con bắt vô trong ruộng. Con đem bán tiền phụ mẹ nuôi em với em con đi học. Mẹ cũng đã rất là cố gắng, cũng rất là vất vả để mà có thể lo cho hai anh em đi học. Khi mà nhìn thấy mẹ vất vả như vậy á, con suy nghĩ như thế nào? Dạ con gắng học đặng sau này sẽ nuôi mẹ với nuôi em. Cứ nhắc đến con là lại khóc à. Thấy cái con ngoan quá đúng không chị? Dạ. Dạ. Nhà mình ở địa phương đây nè chị, em thấy xung quanh rất là nhiều ruộng nè. Bà con có ruộng thì người ta làm lúa, có vườn người ta trồng cây hoặc là người ta chăn nuôi. Gia đình mình có từng làm những công việc đó chưa chị? Hồi đó hai chồng em có nuôi heo, nhầm khi nó cũng bị lỗ lã rồi nó lúc mà nó bị bệnh rồi này kia đó. Dạ. Rồi em nghĩ. Từ lúc anh mất đi tới giờ mình có thử chăn nuôi lại chưa? Dạ em không có mà tiền mà để chăn nuôi lại được con dĩa thôi. Dạ em cũng ham nhưng mà em không biết làm sao mà có phương tiện nào mà để em nuôi được con heo hay con bò vậy đó. Dạ. Ăn cắt cỏ rồi cho nó ăn. Như bây giờ nếu có điều kiện chăn nuôi lại thì chị nghĩ rằng một mình chị với hai cháu có đủ sức để kham nổi công việc đó không? Dạ nổi. Mẹ con em cố lên nặng mà con nuôi hai đứa con đi học. Ngày hôm nay thì tụi em đến thăm gia đình của mình. Biết hoàn cảnh gia đình mình còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cho nên ngày hôm nay thì tụi em gặp ở đây để chia sẻ cũng như là động viên chị. Mình đã cố gắng, đã vượt qua những cái nỗi đau dường như là lớn nhất trong cuộc đời rồi. Thì bây giờ mình phải phục hồi, mình xây dựng lại gia đình của mình. Để mình còn phát triển, để còn lo cho tương lai các cháu nữa nha chị. Dạ. Bên cạnh đó chị cũng yên tâm là sẽ vẫn còn rất là nhiều những sự hỗ trợ từ địa phương hay là từ cộng đồng để giúp cho chị có cái điều kiện ban đầu để từ đó mình có thể vươn lên thoát nghèo hả chị? Dạ. Anh Hiếu. Xin chào. Chiếc áo bà ba té cầu tre lách một lỗ đâu rồi? Mày hát gì thấy ghê à? Thôi nha, tao đã nói rồi đừng chọc quê người ta nữa à. Lâu lắc rồi cả tháng trời, thôi quên luôn đi. Để đứng chờ đợi em tất cảnh sinh tình chế bài hát cho nó vui cho nó kẹo. Hỏi thăm coi chiếc áo bà ba cái xì tai của em rồi. Không có vui. Rồi còn anh á, anh hay quá, anh đứng đó anh dắt tay vậy nè. Rồi anh lo cái phần của anh chưa? Anh lúc nào cũng chu đáo quá đó. Là sao? Thì anh phụ trách hai người bạn đúng không? Đúng rồi. Phân công hai người bạn chuẩn bị về hai ngôi nhà mới. Đúng rồi đó. Tìm đúng người giải quyết chuyện đó là cái bộ thu yên của xã. Nhưng mà đâu rồi? Thì hẹn ở đây luôn nè. Ai vậy hả? Mình nhìn xa xa kìa, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Anh em ơi, đây nè.
xin chào chủ nhà. Dạ, Bình Hiếu, dạ con Thơ. Nhà mới đẹp quá. Dạ. Ai, nhà mới có khác, gió mát thì là mát luôn. Quá mát luôn á anh. Dạ. Em thấy nhà mình á, tuy là anh chị cất là nó cũng bé bé xinh xinh thôi, dạ. Nhưng mà nhờ vậy có lẽ là mình cũng còn thêm cái điều kiện để mình làm tươm tất. Thấy cửa nẻo anh chị cũng làm chắc chắn quá chừng luôn nè. Em cũng mừng lắm chị ơi. Tại vì em cũng mơ ước mà không khi nào mà em cất được cái nhà vậy á. Nhiều khi em ngủ là em tưởng ngủ nhà người ta không đó. Dạ. Từ từ quen rồi biết là nhà mình nha. Đây có đại diện của quý ban nè, rồi đại diện của sớm của ấp mình nữa. Rồi cảm ơn các chú rất là nhiều. Còn bây giờ thì thay mặt chương trình Đình Hiếu Dành Thơ gửi tặng những phần quà tân gia. Đầu tiên là một bộ bàn ghế để cho phòng khách của mình đầy đủ hơn. Chút xíu nữa đây mời mấy chú uống trà luôn nha. Dạ, tiếp theo đây là cái bình lọc nước mà công ty Khang Lên nhờ chương trình mang đến cho gia đình của mình. Một chiếc TV. Gia đình mình sẽ xem TV. Đây là sản phẩm của trung tâm điện máy điện lực Khai Trí. Dạ, tặng gia đình mình. Bên cạnh đó thì có đại diện chính quyền địa phương cũng có phần quà, xin mời. Chị ơi, đây là số tiền mặt 2 triệu đồng mà chương trình hỗ trợ thêm cho chị. Với số tiền này cộng với bảo hiểm hộ nghèo của gia đình mình á, chị cố gắng mình thu xếp lên bệnh viện chuyến để thăm khám lại coi thử tình hình sức khỏe của mình như thế nào để từ đó mình mới điều trị tích cực hơn được nha chị. Dạ. Dạ em gửi chị. Em xin cảm ơn. Nhà mới phải khỏe mạnh nha. Ngày hôm nay chương trình Khởi Đầu Cơ Nghiệp quay lại thăm gia đình của mình. Đầu tiên là xin chúc mừng gia đình đã được tham gia chương trình chuyến xe nhân ái để được hỗ trợ các một ngôi nhà mới. Còn ngày hôm nay chương trình Khởi Đầu Cơ Nghiệp quay trở lại liên hệ với chính quyền địa phương để biết về hoàn cảnh gia đình mình sau thời gian cất nhà như thế nào. Thì rõ ràng là công việc thì vẫn như vậy thôi, bởi vì cái gánh nặng lớn nhất của gia đình chính là chị bệnh quá cho nên không thể phụ với anh để mình vực dậy kinh tế gia đình. Nhưng xét thấy gia đình mình có một điều kiện rất là phù hợp, đó là hướng theo hướng chăn nuôi mà cũng phù hợp với mơ ước của gia đình như lần trước mình chia sẻ. Thì ngày hôm nay chương trình có mang tới đây một món quà đặc biệt mà phải để ngoài sân thôi chứ không mang vô nhà được. Và bây giờ xin mời gia đình mình ra nhận quà. Đây là món quà cuối cùng mà cũng là đặc biệt nhất, thật sự có ý nghĩa dành tặng gia đình mình lúc này, là một con bò giống. Xin chúc mừng gia đình ạ. Là khi mà nhìn thấy món quà rất là đặc biệt của chương trình ngày hôm nay là một con bò giống dành cho gia đình mình thì cảm xúc của anh chị như thế nào ạ? Dạ em rất mừng, tại vợ em bệnh á cũng không có mần gì nặng được. Dạ. Mong muốn là để có tiền mình mua được con bò hay gì đó là để là mình nuôi cho nó nhẹ nhàng hơn. Thì hôm nay được chương trình cho con bò thì em rất mừng. Dạ. Hàng ngày thì anh vẫn tiếp tục đi làm việc của mình, rồi mình sửa đồ điện tử cho các gia đình thì ở nhà. Một mình chị lo con bò chị thấy ổn không, nổi không? Dạ không nổi, em cũng gắng phụ ảnh, phụ giúp ảnh. Để hỗ trợ thêm gia đình mình những kiến thức ban đầu cho việc chăn nuôi bò thì ngày hôm nay chương trình có mời anh An là cán bộ thú y của xã. Anh An ơi, nãy giờ anh là người đầu tiên dắt con bò tới, anh nhận xét về con bò như thế nào? Đối với điều kiện ở đây thì nuôi con bò lai xin này thì nó sinh sản rất là tốt. Mình nên cho ăn cỏ dôi hoặc là cỏ lông nhật rồi đó, trồng ở trong mình lẩu đó, mình có thể trồng thêm cho nó ăn. Và để hỗ trợ thêm cho gia đình mình trong việc cất một cái chuồng trại đúng yêu cầu kỹ thuật để làm sao chăn nuôi con bò này đạt hiệu quả cao nhất có thể thì chương trình hỗ trợ thêm cho gia đình mình số tiền là 2 triệu đồng. Dạ, cảm ơn. Trước hết em xin cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long và các nhà tài trợ và chính quyền địa phương, các cô bác thân thương đã giúp đỡ cho em trong hoàn cảnh nghèo khó có được căn nhà và con bò để cho em có cái số vốn để em gắn lo con bò này để mà trang trải trong gia đình của em cho qua khỏi cái khó khăn này. Thì em cũng xin cảm ơn chị anh Thơ và Tình Hiếu rất nhiều. Dạ. Rồi cố gắng nha. Bà con tới tặng quà. Xin chúc mừng gia đình mình, ngày hôm nay thì đầy đủ ba mẹ con ở nhà. Đình Hiếu và anh Thơ liên lạc chính quyền địa phương đến đây để chúc mừng gia đình mình có một ngôi nhà mới, một ngôi nhà tường vững chắc một giữa cánh đồng. Xin chúc mừng gia đình mình. Với cái điều kiện mà nhà mình xa xôi như vậy, vận chuyển vật tư em nghĩ chắc cũng khó khăn chị ha? Dạ khó, hôm canh trời nắng thì mình chuyển, còn trời mưa thì nghỉ. Nhưng mà lúc mà trời nắng có bà con trong xóm người ta phụ. Dạ, em cũng mừng. Em rất là mừng khi mà có ngôi nhà mới đặng cho hai đứa con em nó ở rồi em đi làm vậy đó. Dạ. Mừng quá trời mừng luôn. Dạ.
đang niềm vui có nhà mới đó, mình tặng quà tân gia trước đi, rồi mình bàn những câu chuyện tiếp theo sau. Dạ, xin mời gia đình mình nhận quà nhé. Dạ chị ơi, đây là một chiếc bình lọc nước mà công ty Khăn Lê nhờ chương trình gửi đến cho gia đình mình. Dạ chị. Một chiếc tivi ba mẹ con cùng xem nha. Đây là món quà của trung tâm điện máy điện lạnh Khai Trí trao gửi gia đình. Hơi nặng để bạn đi. Dạ, ngoài ra thì ngày hôm nay là đại diện chính quyền địa phương cũng cùng với chương trình đến đây để mà chia sẻ với gia đình mình để có một cái ngôi nhà cũng ấm áp hơn. Dạ, xin mời. Từ nãy giờ hai anh em có hay để ý sau lưng mình không? Dạ có. Có hả? Đây là một cái xe đạp mới. Cô Thơ thấy là nhà mình ở xa xôi quá à. Chắc chắn là việc mà đi lại nè, rồi đi học của các con cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Cho nên là ngày hôm nay thì với cái món quà này, hy vọng là hai anh em sẽ biết sắp xếp để làm sao cái việc đi học của mình thuận tiện hơn, tiết kiệm được thêm thời gian để mà có thể phụ mẹ được nhiều hơn hai con ha. Dạ. Rồi. Xét thấy là điều kiện sống của gia đình mình đang gặp rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là ở công ăn chuyện làm còn rất là bấp bênh, thu nhập thì ít nữa. Trong khi đó thì gia đình mình đã luôn cố gắng nỗ lực không ngừng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chương trình Khởi Đầu Cơ Nghiệp mới quyết định quay trở lại một lần nữa. Đầu tiên là để mừng gia đình mình có nhà mới. Sau đó là chương trình Khởi Đầu Cơ Nghiệp cũng sẽ cố gắng để định hướng gia đình mình phát triển theo một cái hướng mới, đó là hướng chăn nuôi. Và sẽ hỗ trợ gia đình mình cái điều kiện ban đầu, đó là một con giống, để gia đình mình từ đó có thể vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng với đại diện chính quyền địa phương chúng ta ra ngoài để nhận món quà đặc biệt nhất của chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin mời. Đây là con bò giống mà chương trình trao tặng cho gia đình mình. Hy vọng ba mẹ con có một công việc mới, mình sẽ tốt đẹp hơn, kinh tế phát triển hơn nha. Xin chúc mừng gia đình ạ. Dạ, có được con bò là mẹ con em cắt cỏ cho nó ăn, nuôi cho con nó đi học, em rất là mừng. Dạ. Thì chị sẽ sắp xếp là mình sẽ nuôi con bò này như thế nào, bây giờ chị có hình dung ra được không chị? À, sáng thì em thức sớm cắt cỏ cho nó ăn, dọn chuồng, cái em đi làm, trưa về thì con đi học về nó cắt cỏ. À. Rồi chiều thì có nội nó làm giùm. À, dạ, vậy là mới nhìn thấy con bò thôi là bắt đầu hình thành sẵn trong đầu rồi đúng không chị? Dạ. Anh An ơi, với những giống bò lai như thế này nè, rồi bây giờ gia đình bắt đầu chăn nuôi là mình có cần lưu ý những điều gì không anh? Lưu ý thứ nhất là mình phải lưu ý cái về cái vấn đề chuồng trại mình phải làm chuồng làm sao cho có cái độ dốc thoát nước, với mình phải che chắn lúc mà mưa tạt gió lùa đó. Thứ hai là vấn đề về thức ăn thì mình nên cắt cỏ vào lúc mà trời nắng nó khô cỏ, bò nó ăn nó ít bị bệnh hơn. Mùa mưa thì chị phải che chắn đừng cho mưa tạt lạnh bò. Dạ. Rồi ngoài ra cắt cỏ thì mình đợi cho nắng gáo cỏ mình hả cắt. Dạ. Ăn lúc đó sẽ tốt hơn. Dạ. Dạ, và để giúp cho chị yên tâm hơn nữa trong việc chăn nuôi con bò này á, thì chương trình hỗ trợ thêm cho gia đình mình số tiền là 2 triệu đồng để chị có thể sửa sang hay là xây lại một cái chuồng trại đúng yêu cầu kỹ thuật và chăn nuôi con bò này đạt hiệu quả thật là cao. Dạ. Hôm nay vui quá Thơ ha, khi mà mình đến thăm hai hộ gia đình, thấy các hộ gia đình có được nơi an cư, che mưa, che nắng dưỡng dàng. Đặc biệt là ngày hôm nay mình mang đến cơ hội khởi đầu cho các hộ gia đình nữa. Tất nhiên rồi, em nghĩ với sự quyết tâm sẵn có thì những hộ gia đình luôn chí thú làm ăn như là hộ gia đình anh Phụng, gia đình của chị Phấn, một khi đã được trao tay một cơ hội như vậy thì chắc chắn là sẽ biết nắm bắt và nỗ lực để mà vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Bây giờ anh em mình chào tạm biệt khán giả đi để còn chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo nữa chứ. Đồng ý thôi. Kính thưa quý vị khán giả, đến đây thì thời lượng của chương trình Khởi Đầu Cơ Nghiệp xin được khép lại. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ cảm ơn ngân hàng BIDV đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Khởi Đầu Cơ Nghiệp vào tuần sau lúc 19:15 tối thứ năm nhé. Còn bây giờ Đình Hiếu và anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại. Làng quê hôm nay qua nhiều đổi thay, hạnh phúc đã đến đây rồi. Người dân quê tôi nhọc nhằn khi mưa nắng, từ đây đã hé môi cười. Chào cuộc sống mới với bao niềm tin, bình minh thắp sáng cho cuộc đời, cho bao người nhà nhà no ấm, và cho ta luôn nở nụ cười.